Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sahan và như thường lệ ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức nổi bật có trong ngày. Blackpink quay video cảm ơn về giải thưởng Boom Boom Award Trung Quốc nhưng lại không hề có video phát biểu nào khi thắng giải tại MAMA. Blackpink không có mặt trong dàn lineup dự MAMA 2020 ngày 6 tháng 12 nhưng vẫn nhận về 3 giải thưởng. Đây là những kết quả xứng đáng sau một năm hoạt động với nhiều thành tích ấn tượng của nhóm nữ nhà YG. Bên cạnh những lời khen ngợi vẫn có nhiều ý kiến phê bình Blackpink vì không quay video cảm ơn fan. Thông thường thì các nghệ sĩ chiến thắng nếu không tham dự được lễ trao giải vẫn tranh thủ ghi hình video phát biểu cảm ơn người hâm mộ. Tại MAMA 2020, những nghệ sĩ như là IU, Baekhyun, EXO đều có video ăn mừng cúp và gửi lời tri ân tới những người đã ủng hộ họ. Tuy nhiên thì Blackpink lại say no với hình thức này, khiến một bộ phận netizen chỉ trích nhóm khinh thường khán giả. Gây tranh cãi lớn, Blackpink ngó lơ video cảm ơn fan tại MAMA nhưng vẫn quay video nhận giải tại Boom Boom Awards, lễ trao giải Trung Quốc diễn ra cùng thời điểm với MAMA 2020. Cụ thể, trong tối ngày 6 tháng 12, các cô gái nhà YG đã xuất hiện trên truyền hình xứ Trung với video gửi lời cảm ơn khi nhận được giải thưởng nhóm nhạc nước ngoài được yêu thích nhất. Hành động phân biệt đối xử giữa MAMA và một lễ trao giải ở Trung Quốc của Blackpink khiến netizen càng có cớ chỉ trích nhóm. Cơn group nhà YG bị ném đá vì thái độ xem thường fan, xem thường lễ trao giải quê nhà. Trước thêm MAMA, các Blink đã bỏ công sức ngày đêm kêu gọi vote cho nhóm, góp phần lớn giúp Blackpink đánh bại đối thủ Twice để chiếm trọn 30% số điểm mục bình chọn trong tiêu chí nhận giải. Netizen cho rằng các cô gái nên tôn trọng tình cảm của fan và thể hiện lòng biết ơn thay vì làm giá và chảnh chọe. Blackpink và YG cũng bị chỉ trích vì nịnh bợ lễ trao giải Trung Quốc nhưng lại quay lưng với lễ trao giải ở Hàn. MAMA đã trao giải công bằng, mối hiềm khích giữa YG và Mnet cũng bắt đầu được xoa dịu. Do đó, thái độ thiếu quan tâm đến fan của Blackpink bị nhận xét là không chấp nhận được. Trước đây thì các nghệ sĩ YG là con cưng của MAMA, nhưng kể từ năm 2016, YG và lễ trao giải đình đám này quay sang cạch mặt nhau. Nhiều năm liền YG không gửi các nghệ sĩ tham dự. MAMA 2017 từng gây tranh cãi khi chiếu video VCR hiển thị các nghệ sĩ ứng cử, trong đó có Blackpink nhưng các cô gái nhà YG bị bôi đỏ mặt. Nhiều fan của Blackpink cho rằng có thể vì những mâu thuẫn giữa hai ông lớn này chưa được hóa giải hoàn toàn nên nhóm không quay video cảm ơn như những nghệ sĩ khác. Một số ý kiến suy đoán nguyên nhân có thể vì YG không mấy mặn mà với các giải thưởng trong nước do tình trạng thiếu công bằng. Trước đó thì tại lễ trao giải APAN Music Award gây tranh cãi khi Blackpink không thể lọt vào top 10. Vậy còn đối với các bạn thì các bạn có bình luận như thế nào về sự việc trên đây và đừng quên chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.